Em Đại Thanh Audio gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trước mặt anh em đây là một bộ combo karaoke trị giá 20 triệu. Em Thanh có lên cho anh em. Bao gồm một đôi loa TB này, hai loa nhé, một đẩy Tiner Max này, công suất 700W một kênh này. Và chúng ta có một con vang cơ của thương hiệu TD, có mã là SK2022. Đây là mã vang cơ có echo reverb rất là hay đó. Và con này thì được em Thanh đánh giá chống hú rít cực kỳ tốt luôn. Trong bộ này thì em có trang bị một bộ mic của TD mẫu mới về là MI-102 Pro. Đây là một mẫu mic mới về dòng Beyer nhé, rất chất lượng luôn. Tổng bộ 4 thiết bị loa đẩy vang mic có trị giá 20 triệu. Và em Thanh có một phần quà tặng kèm anh em, đó là một chiếc quạt tích điện chạy được bằng năng lượng mặt trời đó. Và phần quà này thì có trị giá là 1.200.000 đấy. Anh em không lấy quà trừ tiền, hoặc là anh em có thể thích cái dáng quạt cây thì em đây có cái quạt cây ở ngoài đây đấy, thì anh em thích quà gì thì quà. Sau đây em sẽ bật nhạc to lên và test nhạc cho anh em cảm nhận cái bộ này nhé. Đây là một bộ bass 25, loa bass 25. Bass tép ở đây rất là hay luôn. Đó. Có đẩy này là 700W một kênh nhé. Đẩy loa bass 25, 350W một quả. Rất hay. Tép đánh lên rất căng luôn. Ba tép thả rất sâu. Loa bãi nha anh em nhé. Loa bãi đẩy bãi. Vang mới, mic mới. Tại mic rất là đẹp. Quá chuyên nghiệp. Mười triệu này là giá đã bao gồm là khuyến mại nhé anh em nhé, và giá bớt khi anh em mua theo bộ rồi nhé. Anh em chơi bộ này đảm bảo với anh em rất là hay, cho những không gian 25-30 m², rất là hay luôn. Sau đây thì em Thanh sẽ test cho anh em về một đoạn karaoke để em cảm nhận về chất âm của bộ này nhé. Sau đây thì em Thanh sẽ test cho anh em về chất âm karaoke với bộ này nhé. Con này vang echo rất dẻo luôn. Đi. Nhiều lần thấy em khóc, khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biến sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng làm lòng anh ta, buồn phiền làm chi rồi cha. Sáng cũng buồn, tối em đau đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai, hình hai là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫy. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Hình ở bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, buồn bề đằng sau.
Vừa rồi thì em Thanh test qua chiếc ấm mic của cái đuôi loa TV và bộ karaoke tổng trị giá 20 triệu kèm quà tặng một chiếc quạt. Hy vọng anh em có thể cân nhắc với những cái bộ karaoke mức vừa vừa tiền như này, chơi rất tốt ở những không gian 25-30 m². Đấy. Mọi chi tiết anh em chủ động liên hệ với Đại Thanh để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.